Madamet Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Madamet Bình Dương nha. Thì hôm nay có một vị khán giả anh tên là Hồng Anh Sơn ha, thì anh có gửi Madamet để cúng cho cầu năm, gồm có là trái cây thì bà xã của Madamet cầm với một bó hoa và giấy tiền nhận bạc nữa. Thì cái này giấy tiền nhận bạc thì Madamet mua cái loại cổ ngày xưa á, thì có rất là nhiều bà con cô bác nói là cái loại đó thì cậu năm mới nhận được nha, còn mà cái loại mới bây giờ á là sẽ không có nhận được. Cái này mình không biết sao nhưng mà 15 mét là làm theo khán giả đi, mua một cái loại mới thì bây giờ chắc là để cầm đi, anh lấy cái bàn mình làm sẽ lấy thêm một cái. Cái mộc bàn được không ta? Mộc bàn được rồi. Vừa trái cây nè, vừa giấy tiền nhận bạc, vừa hoa nữa. Đủ không anh? Đủ. Mộc bàn đủ không? Giờ mình làm các bạn đó chú. Chú lấy cần giấy trong đó chú. À lấy cái đó cũng được. Anh nghe nói cái lê này cậu năm thích ăn không nè? À, lên 15 mét nữa cái lê này, không biết lê là lê gì? Lê lọc. Lê lọc. Đây là ngũ quả ha, mua ngũ quả đi cũng như cậu. Bây giờ cái dĩa mình để ở trên ha, cái dĩa trái cây mình để ở giữa, dĩa tiền nhận bạc của mình sắp xung quanh. Đó, đúng, ok ha, được không? Em làm caramel đi, em làm cho. Thôi vậy vậy khiêng bà nó xuống luôn đi. Đó, vậy khiêng bà nó xuống đi, cái mình đem cái này lên mình cúng. Nè em cầm tiền bỏ lên, tiền bỏ lên trên, ập lại cái này hả? Ừ. Chừng gió bay á nha. Anh đi lụm lụm vàng lụm tiền. Có hoa chưa ta? Yo
Rồi, cảm ơn bà xã nha. Thì hôm nay thì 15 mét cúng cho anh Hồ Thanh Sơn ha, ở Mỹ. Thì củ quả ha, có trái cây nè, có hai loại lê, lựu nè, xoài với là mãng cầu, là giấy tiền vàng bạc với là bông hoa ha. Ở đây thì 15 mét thấy có mấy chị ha đến viếng cậu Năm nữa. Thì 15 mét cũng đã vừa cúng xong cho anh Hồ Thanh Sơn. Ở đây thì 15 mét thấy cái phong cách của mấy chị cũng giống của lẽ Việt Kiều ha. Tại vì cái phong cách thì nó sẽ khác với người Việt mình. Thì ở đây anh Phương anh đang hỗ trợ là bỏ bánh lên trên hai cái chú công xinh đẹp chở bánh cho cậu ha. Hello Thảo. Hôm nay thì trời rất là nắng ha. Trời nắng nhiều thì khả năng là chiều nay sẽ mưa. Thông thường thì trời mà nắng gắt thì buổi chiều sẽ mưa ha, còn buổi sáng mà âm u mù mịt á thì sẽ rất là khó mưa ha. Dạ chào các chị nha. Dạ em chào anh chị. Thì mình sẽ đứng từ xa để ghi hình để chia sẻ cho tất cả bà con cô bác ha. Thì nhiều khi bà con cô bác cũng ngại với cái ống kính cho nên mình đứng xa đây. Quay hình thì như vậy sẽ bà con sẽ tự nhiên nhất có thể.
Anh Phương hiện đang cái cây dù cao hơn tí xíu nữa ha. Cái này chắc tầm nửa tiếng nữa mình đốt là vừa ha. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Và chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.